Đây, giới thiệu cho mọi xem, đây là những cái củ mà em tiến hành sử dụng phương pháp ép củ á. Ép củ trên tạo củ con trên củ mẹ. Thì nó chỉ là mình kích cái xong bắt đầu nó ra mầm, mình trồng trong khu vực hẹp. Thì những cái cây con này nó sẽ ăn xuống thời gian, xong bắt đầu là nó sẽ lụi. Nó lụi và nó sẽ có một cái củ nhỏ, chẳng hạn như cái củ mẹ to như vậy đúng không? Củ này là của em bị chai rồi. Giả dụ cái củ to như vậy này thì sẽ có những cái củ nhỏ nhỏ như bằng ngón tay út này này, nó mọc phía trên đầu mầm của cái thằng này. Như khoai ấy, nó sẽ đẻ ra vậy. Em nói đấy, hôm nay em làm lại bởi vì em khuyên mọi người làm cách này. Bởi vì mùa này nó đang là mùa lạnh nha mọi người. Nó đang là mùa lạnh nên nó sẽ cần dinh dưỡng hơn. Nên mọi người chơi nói thẳng một câu là chậm mà chắc ấy. Chứ mọi người ham tách nhiều quá thì cũng không được. Đây cho mọi người xem, đây là một cái ví, ôi còn mẹ mày còn đâu, đây là một cái ví dụ cụ thể luôn cho mọi người xem này. Nó tạo củ ngay trên củ con, ngay trên củ mẹ đây này, mọi người thấy chưa? Đó, tạo củ con ngay trên củ mẹ lên đó, hai củ nhỏ ra. Hai cái này tách ra để làm cây cũng được rồi, tách ra trồng cây cũng được rồi, không thì mọi người cứ để đấy vậy thì nó sẽ tạo ra hai củ con trên củ mẹ. Mọi người hiểu hiểu ý em không? Là sau này bữa nào nó to lên á, nó ăn xuống bắt đầu nó lụi. Vì cái công thức của cái tạo củ á là không gian hẹp, nó sẽ tạo củ hai củ con và một củ mẹ ở đấy. Thì củ mẹ trong quá trình bù á, nó sẽ được nuôi và nó dưỡng lại. Đây sẽ hạ như bé này đấy, đây mọi người. Cái này thì chẳng hạn như nó tốt quá mà nó có một mình nó vậy, mình đem ra mình trồng lấy hoa. Còn chẳng hạn như bé nào mà nó chịu chịu ra mầm ấy, chịu ra nhiều mầm thì mình để mình làm củ. Còn chẳng hạn như bé này này, nó có nhiều mầm quá thì mình trồng hẳn vậy luôn, thì cái lượng củ mà mình tạo ra thì nó sẽ chắc chắn hơn. Bởi vì khi mọi người tách ra là nó vẫn có tỷ lệ 50-50 nhá, không phải chắc chắn là nó sẽ ok sống đâu, nó sẽ có tỷ lệ 50-50. Đây cái tỷ lệ 50-50 đó, ý là một sống hai chết đó. Chứ còn cái phương pháp mà làm củ con trên củ mẹ thì nó là gần như là 80% là ok. Đây cho mọi người xem luôn, không mọi người bảo em điêu nhé, chia sẻ thật tình luôn, không có giấu giếm gì hết. Đây mọi người đừng lo lắng, nó chậm một tí nhưng không sao, bởi vì một củ có thể đẻ ra nhiều cây mà trong khi đấy mình phải có cái giai đoạn mình dừng lại mình tạo củ. Khi mà có tầm khoảng 10 củ thì việc tạo cây rất là đơn giản luôn. Với lại là như vậy là nó sẽ dưỡng cái củ của mẹ lại, sẽ tươi mới lại. Ok, vậy là xong nha mọi người, em chia sẻ vậy là ok rồi đó.